rất là xinh ạ. Cô Lao Công à? Cô Lao Công xinh quá trời. Mày thôi đi nhá, mày mà gặp nó đi ngoài đường mày không quen nó là mày chẳng đồ đứa đừ. Cô Lập Công. Cô Lập Công đang đợi chủ tịch. Chủ tịch phải yêu tất cả mọi thứ. Chủ tịch phải yêu tất cả mọi người, yêu tất cả mọi thứ, yêu từ cô Lao Công đến cô Lăng Băm. Đến cô bác sĩ, đến cô bán cam, cô bán khoai. Cô gì? Cô thần chí cũng yêu. Cô thần kinh cũng yêu luôn. Nào, xuống đã yêu. Yêu tất cả mọi thứ. Con mà nó ném xuống ạ, à, lăn xuống ạ. À. Bé là bé này, bạn nhìn bé này, bé nha. Ôi giời. Biết là cái tiền nó đã giảm cân chưa? Đang bế đi. Bế được. Đang bế đi ở dưới này. Đây là mắt của Phi Long này. Nào. Mày mày đừng có dãy, mày cứ bám chặt vào người nó cả nó rơi. Em. Ngồi đây đang ngủ đây. Trông rất nhẹ đấy. Đi xuống này. Chơi. Cắt nào, anh Phi Long được bao nhiêu không? Phi Long được bao nhiêu? Đóng đi. Đố gọi biết đứa nào đây? Một cục màu vàng. Một cục màu vàng đang ăn khoai để giảm cân. Ờ xin lỗi. Đây là chiếc giường bệnh tật. Nằm đây cảm giác là mình ốm theo ấy, đúng không? Quỳnh nó mặc đi đi đâu, nó mặc anh lên máy bay gì ấy. Hôm nay bay gì nhỉ? Ừ, nhãi cũng thế, bây giờ mình được mặc đồ bó nữa, mình có chữa rồi, chắc là qua 4 tháng rồi đấy. Bao giờ thì mình để đi. Chứ mày cứ từ từ, bụng nó to to ra tí, ý rồi, à. Okay. Ý là bây giờ mặc đồ thụng thụng thụ, tí, đừng bó quá nữa. Thế mi nó có đẻ không? Mi có đẻ. Mi có đẻ thì em phải đẻ trước mi à? Đúng. Thế em đẻ ra đứa nào đấy? Thế mày cứ để ra sơ sinh trước đã. Mày để ra sơ sinh. Nó đang nghĩ là nó không, tao phải không. Mi là nó đã để ra thằng khoai tây rồi. Mi để ra thằng khoai tây để nó còn giống thằng Tuấn. Không phải thật gì? Thế thật gì? Tuấn bảo thế à? Tuấn bảo Tuấn hôm trước nó được tao bật mí, được tôi bật mí nội dung một tí. Nhưng mà có thật không ạ? Tao đang tính thế. Con còn... đi sải cổ. Hả? Đi sải cổ, đi phố khắp nơi. Khỏe à? Cô Lao Công xinh quá. Ông kia ông chặn gì đấy? Thằng này đang ngồi xem cơm chó này. Đang ngồi xem cơm chó này. Chặn được chưa? Nó đang ngồi ngủ ấy, nó đang ngồi khóc đấy. Ồ, nó ngủ xong thằng kia bế đi luôn. Thật là vãi trưởng kịch bản. Nhưng mà điêu vãi. Con anh bất giác thực bài. Bàn tay rụt về. Thế chỉ có uống phải thuốc ngủ thôi các bạn ạ. Mọi người đáng ý ra là chia tiền. Bọn em muốn lợi chế nghe chia tiền. Chia tiền như bình thường thôi. Nhưng không. Mà Tuyến Mạnh bảo là mọi người ơi, bây giờ dùng sang si đi, đến nào không thua cả tiền. Thế nhưng mà người bảo không công si nữa, bây giờ bốc điện thoại đi, bốc điện thoại ra. Thế cô chủ quán cô chỉ hai cái là hai người trả tiền. Thế nào mà chỉ đúng hai chị em nhà nó. Tại vì hai nó giống nhau, cô thấy chẳng thế đâu, lại có một rút hàng. Thế là đứa nào đầu tư đấy trả tiền. Đâu có đâu lòng. Bây giờ lại còn có trò là trò đi ăn bốc điện thoại, bốc vào điện thoại ai đứa đây phải trả tiền. Đúng rồi, ok, chiếc ốp khiến cô bốc chủ. Được đấy. Tự nhiên đầu têu nghĩ là à bây giờ mình không muốn chia tiền, mình sẽ bắt một người nào đấy không phải mình chia, thế là cuối cùng mình lại phải trả hết. Vừa đi ăn trưa về đấy các bạn ạ, bây giờ là 12:30. Cà rốt Hay là outfit đi biển của chúng tôi các bạn ạ. Đúng vậy. Bạn ơi, bạn nó thích cái này. Cho tôi cái này. Ô, các bạn ơi.
Nhưng mà kiểu đi du thuyền cho một đàn tổ ong này, một đàn ong này lên du thuyền. Có độn đế, độn đế. Đây nhìn thấy chân đây chưa? Đây nhìn thấy chưa? Biết nó bánh nhỏ ở phim nào? Cuối cùng sau lúc nhiều về lúc ăn chiến quá các bạn ơi. Thằng này khóc thật à? Nguyên kịch bản ngày mai bi lắm. Bi lắm. Ngày mai quay nhà cũng thế tiếp. Ừ. Mai quay nhà em kìa. Đúng vậy. Đúng rồi. Ta thích đi. Khổ quá, khổ quá. Nhưng mai kiểu gì Tuấn Quỳnh cũng đại chiến đúng không? Một ngày tao không thể viết được hai cái mày hiểu không? Mai tao thề Quỳnh khóc một chết cả hai đứa này. Quỳnh không khóc. Mày tìm cái gì? Ví 5 triệu. Ốp đẹp. Ví 5 triệu gì? Ốp 60 nghìn. Tìm xem cái ví 5 triệu của nó ra đây xem các bạn nào. Thả lộ một tí nào. Đấy mới lộ. Lấy đoạn đầu là đẹp rồi. Không lấy đoạn sau mình. Đoạn sau lộ. Quay từ ví 5 triệu rồi đây đâu ấy? 1, 2 giây. Lấy cái góc mặt mà cái Quỳnh ở trên cho anh nhìn cái mi chưa? Rồi. Ừ, chờ coi. Thôi làm nào. Bây giờ là Tuyến. Tuyến cứ vào lại bị đẩy ra. Rồi này, không, bây giờ này. Tuyến nên nó muốn bị đánh lắm. Vậy, cố vùng hết sức ra, bỏ cái khăn đi được rồi. Bây giờ là Quỳnh ấy, bây giờ là không đập đầu nữa nhá, mà giằng hai bên nữa nhá. Không. Quỳnh này chuẩn lắm rồi. Quỳnh này chuẩn lắm rồi. Xong lao vào. Ngay cũng thế các bạn ạ, căng quá. Là dừng, đạp đến đây thôi, đạp đến đây là dừng nhá. Xong anh sẽ vào bụng nó là em rúi cho một phát này. Được chưa? Không biết. Không, không. Cái gì đâu, ví 5 triệu đâu. Ai da, kinh thật đấy. Ăn gì? Là cho để Phú Dương review chiếc ví 5 triệu. Hả? 5 triệu mắc 200 rồi. Đi đạp thật thì nhìn thấy chung ngay không ạ? Gì gì? Chỉ cần đưa chân đi ngay không ạ? Rồi mua cái gì ơn là lại ăn hết của em rồi. Rồi nhóm nhóm hết ra khỏi hình đi nào. Đi ra hết khỏi hình đi nào. Ví để đi du lịch các bạn ạ. Ví du lịch. Ôi trời ơi. 5 triệu. 250. Đạp. Trang Shopee 180 có. Thế cái này hàng thật chắc. Thế đúng rồi. Nếu mà em tăng các bạn ơi, em vì hàng thật cái này là phải là mấy chục triệu các bạn ạ. À. Nó mua 5 triệu nó bỏ hàng thật. Vẫn là triệu nhưng mà nó là hàng fake 1 đúng không? Không phải hàng fake 1 em ơi. Cái sai lầm của những cái đứa mà mua những cái hàng hiệu fake này là dù 5 triệu hay 500 nghìn thì nó cũng như nhau cả thôi. Dù fake 1 hay like autum thì nó cũng vẫn là một loại. Nó thay cái tên lấy tiền của mày thôi. Rốt. Thở dài. Đây nha. Lấy vào ngay tay rồi. Lấy lương lợi rồi cũng còn 5 triệu. 1 chứ. Ôi nó vật vã quá rồi phát này. Này hôm nay không cười. Kể cả cái này vẫn dừng được chân mà đến tầm này. Đây này không. Vẫn rúi ra một phát này. Không. Này đâu nó không cười lắm. Mặt nó lại giống như cái tắt. Được không? Giống như cái tắt đặt vào cái túi như này. Bây giờ mình đặt lên đây mình cho chân vào eo á. Quỳnh lên một tí nữa. Để con có đà để con ngửa ra cho nó đau vào. Nó mới xảy thai ở eo thì xảy nào thai. Đạp vào giữa bụng ấy. Đấy. Giữa đồ đây. Tâm này. Rúi nó phát thì là cái Quỳnh cũng tự ngửa ra là không đau được. Đứng xem mở ừ anh em muốn ăn này không? Nhà bón cho miếng bánh lấy sức ấy. Còn nào đi nó quay lao. Này mấy đứa đang bánh nhau này chơi điện tử. Chờ. Vẫn đang đi làm chưa về các bạn ạ? Đặt mặt ra cho xem nào. Đặt mặt ra. Nhìn vào đây không phải dưa chân lên đạp vào cam coi cam để bụng mà nhìn mặt anh để khoan hiểu chưa, không phải đạp cái bụng anh này. Chết được. Ngợt luôn. Đang suy nghĩ về nhân vật. Cái gì đây? Cặp. À, chơi máu chưa chảy. Cái gì? Có thể cho em lần người em vẫn nhìn thấy máu em chảy ra được không? Mày bị đạp một phát là mày buông tay mày ngất luôn rồi. Ngất luôn, con kia nó khác nhìn đấy. Chị Quỳnh ơi. Chị Quỳnh. Ngất buông mày, bác sĩ không tuyên bố cho mày con mày mất. Mày có đấy, trong này là có à? Khi mà máu chảy thì mày bị ngất vậy. Nó này, Quỳnh tuột khỏi tay cái Tuyến này, đạp phát này là tuột khỏi.
muốn muốn à. Mấy cái quánh nhau thì thôi mình đi hỏi chỗ khác. Ngoài đông thế. Đông. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quá đông. Quá đông. Ngồi quánh nhau. Làm rất giống nàng tiên cá đấy. Hôm nay vai nhập về khéo ngày mai chưa thoát được vai. Lại bắt đầu diễn tiếp, lại chìm đắm trong vai tiếp. Ngày mai suy. Suy. Ngày mai buồn vãi trưởng nhưng không được khóc. Chú bật mày à? Bí mật. Số phận của mày giống Ngọc Anh cũng giống Ngọc Anh nhỏ thôi. Đang hỏi bí mật hay là số phận đi về đâu? Các bạn nghĩ là số phận nó sẽ đi về đâu? Các bạn comment dưới cho tôi cái để cho tôi cho nó đi theo các bạn. Em vừa ăn cái thử cái măng cay Trung Quốc xong rồi bụng em đang cồn cào, nỗi nó nóng hết ruột gan lên người. Mà ở trong cái gói bán đấy á. Ý. Thế mấy cái đồ đấy mùi ghê bác nhá. Ăn xong cho mình rửa tay nhá. Tay mình vẫn từ hôm trước sao vẫn nguyên cái mùi luôn. Hình như một đứa nào trên tầng 3, bây giờ mình phải lên tầng 3. À để đi tôi hỏi này. Biết ngày xưa hoặc là hồi bé ở nhà thì em hay có biệt danh là gì? Mọi người hay gọi em là gì hay bố mẹ gọi? Mi mèo, mi thối, mi mèo, mi thối. Mấy cái tên xấu xấu ấy chị. Mi mèo, mi thối. Tên xấu xấu rồi dễ nuôi. Con này ở nhà thì là tí rồi. Tèo. Tèo à? Tèo chị, tèo em. Tèo gì, tèo em à? Ở đây mọi người vẫn gọi là tèo. Vâng. Tèo thì sao? Đâu mày thì đằng vật cho tao xem nào. Từ bên kia vật về chứ. Đấy từ bên đấy kiểu vừa ngã xuống này chứ. Thế như thế gì? Rồi xong rồi đau nhá. Chứ. Quỳnh, ngất về bên này chứ, ngất cao chứ. Thì cho ngửa ra một tí chứ, xong rồi đây ngất này thôi. Đâu thế nào? Nếu nó ngất làm cho lợi cam nhất. Thế nhá, rồi nào. Thế đâu. Từ từ mình khóc rồi. Hôm nay giờ mình chưa khóc à? Khóc rồi nhưng mà cứ động tí cắt cái là nước mắt. Ngồi chai sắc co hướng dương. Ba. Đứng. Chỉ có lông mới xong, có lông với nhau xong. Cái tên mà ở nhà mọi người hay gọi em, cái tên hồi bé của em là gì? Tèo mà. Của mày không mà tao hỏi của nó à? Của em tên là Tèo. Bây giờ nó sẽ chuyển sang tán tỉnh công khai rồi các bạn ạ. Nó không thả thính dạo nữa. Không thả thính dạo, nó chuyển sang toán tỉnh công khai. Chắc cứ là Tèo. Bây giờ cái này mình hỏi nốt đi. Tên ở nhà hồi bé của mày hay mọi người hay gọi ở nhà mày là gì? Đang còi. Còi em bây giờ nó đã còi dữ chưa? Hầu như ai tên là Giang cũng là Giang còi hay Tuấn. Tên hồi bé hay là tên ở nhà của mày là gì? Chả có gì là Tuấn. Không, mỗi Tuấn à? Cũng không phải là Cu hay là Tuấn Sức hay là Tuấn. Tuấn à? Mỗi Cu Tuấn à? Không có biệt danh. Chắc là ở phố nó không biệt danh. Nó bé rồi, nó bé rồi. Dương. Cái tên hồi bé hay tên nội nhà của em là gì? Châu. Châu á? Sao ngày tên là Châu nhỉ? Đẹp như Châu. Lì như Châu. Anh em gọi là Châu. Dương Châu chó. Thính đâu đấy các bạn? Hả? Thính chứ. Chị cũng chẳng hiểu. Thính Châu này. Đây Phương Anh. Dạ. Tên hàng ngày bé hay tên ở nhà là gì? Tăng Ngơ. Tăng Ngơ. Tăng Ngơ. Tăng Ngơ ở trong này bé ngơ. Bé là ngã chủ riêng đúng không? Dạ, em không biết. Tờ ăn tăng ơ. Tăng ơ. Chứ không phải là tờ ác tắc ngơ ngơ. Ừ, tăng ơ. Tăng ơ à? Tắc ngơ thì nó còn hiểu được, nhưng tăng ơ nó hơi khó hiểu. Khó hiểu. Ở trên này tôi phải đây giờ có mình đeo cô đơn thôi. Thì lên tập cùng em đi.
Thì đứa nào gọi tao á? Không phải ai gọi mình. Để tôi miêu tả cho các bạn một cái nơi chính xác nhất để có thể gọi tên cái phòng gym này. Đó là... hả? Lò ấp. Một cái... Tuyết nào gọi mình? Thế trong này nó có những âm thanh mà không biết gọi mình gọi ai. Tuyết đang độ body để đi biển các bạn. Chị ơi, im để cho nó khóc à. Ôi, quay đi. Xong rồi. Xong rồi à? À đây đoạn này khóc đang cả khúc thật này. Lấy lại đi, lấy không đi, đừng quay. Chưa đẹp. Không, không anh lấy thêm, anh không xóa. Không, nước mắt nó phải rơi ở trong mắt ra ấy. Nó sẽ nhảy từ cái chỗ máu lên mặt tiếp mà. Thấy không? Chị quên. Bạn là vai chính cả ngày trường dạy câu nào. Em ngứa mồm quá. Ơi. Nó vừa ăn rồi nhau xong rồi nó ăn lấy sức các bạn ạ. Không ăn cái này nữa. Yến quay của anh cái này là bữa ăn sáng của Quỳnh của anh gái. Đây là bữa ăn sáng của Quỳnh, như một con gà. Sáng nay chưa ăn đủ cho cái. Chiên. À, tao có thấy cái này nó quảng cáo mãi rồi nhưng tao chưa có ngày nào để tao ăn cả. Mình quyết định là vào cái ngày gọi là ngày xả của mình, ngày chủ nhật là mình sẽ ăn hết nguyên cả con gà này. Nhớ hôm đấy cho tao con tắc để tao ăn. Tao ăn xong kèm không? Chị ăn thử đi. Không, đang đến giờ đi tập nó phải chị ăn thử đi. Không được. Đấy, còn nhau chán rồi, bây giờ mình ăn. Cái này cái khác mà. Ăn sáng con gà 170.000 được đấy. Được quá. Thôi gì? Em có một tập phim, em cá là tập đấy là chị Quỳnh diễn với Sapun chứ không phải là cái media. Thế cho con này nó hay thua kéo nhá. Cái kéo hôm trước kéo ăn nó đầu têu, mày cũng đầu têu đúng không? Lần sau đừng đầu têu cái gì nữa. Đầu têu cho con này thua lên này chủ nhà Mỹ. Người ta hay có kiểu OCD em hiểu không? Cái gì cũng phải có đôi, cái cặp nó phải có ngoài chẵn. Chắc ăn cô chủ quán bị OCD. Em biết cô tư ốc, anh nhận tiền đấy. Hai đứa mày. Phan là bác sĩ phẫu thuật Phan Anh, bác sĩ đơn đẻ Phan Anh vừa mới ở trong phòng xem bác sĩ đơn đẻ cái là bác sĩ đơn đẻ nhá. Tôi tàng hình nhân vật chính đi khóc rồi sao ạ? Tao bảo thấy nó chạy tầng 1 đi lấy cảm xúc rồi sao? Nó ngồi nó thương vợ quá. Mày chưa đến lúc thôi, chưa gặp cảm xúc thôi. Ngồi Phan Anh chồng bác sĩ rất kiểu lăng băm nhá, kiểu này thằng này chắc chắn phẫu thuật xong thế nào quên kéo trong bụng bệnh nhân, chắc chắn thế nào quên kéo trong bụng bệnh nhân luôn, không quên kéo thì sẽ quên bông quên gà. Nên là chính rồi. Đâu lên máy đi để em đi lấy cảm xúc cái. Cái gì? Lên máy. Hả à, không hết vai rồi. Sướng quá, đam mê quá. Thằng ăn ghẻ bạn Quỳnh. Bạn phải nghiêm trọng rồi thì phải đứng ngồi. Bạn phải nghiêm trọng vào. Nói chung là đi buổi tối thì có vẻ nhí răng ra. Để người ta không nhìn thấy. Anh thích về hay thích ở lại? Ai chẳng muốn về? Anh mới đi đâu về? Đừng có ba câu như kiểu sáng hiếu nó đợi của anh nó không buồn phải đi cơm rồi đấy. Gì? Cuối không có một câu. Anh đi đang làm không có gì?